Như đã hứa với anh em hôm trước thì hôm nay mình xin phép gửi tới anh em một cái bài so sánh chi tiết giữa Intel Core i7-13700H và AMD Ryzen 7-7840HS. Nhìn chung thì mình tin rằng là cái bài so sánh này cũng sẽ là một cái màn tổng kết để xem là trong năm 2023 này ở trên thị trường laptop nói riêng thì Intel hay là AMD đã làm tốt hơn. Và mình là Park, chào mừng các bạn đã đến với Laptop World. Anh em có thể là đang có chung một cái thắc mắc, đó chính là lý do tại sao mình lại lựa chọn hai cái mẫu CPU này để đem ra so sánh. Thì nó sẽ có 3 lý do sau đây. Lý do thứ nhất đó chính là về sự phổ biến. Theo như dữ liệu được tổng hợp từ một trang database phần cứng PC rất là nổi tiếng, đó chính là User Benchmark, thì i7-13700H và Ryzen 7-7840HS là hai mẫu CPU phổ biến nhất dành cho laptop trong năm 2023 mà trang này thu thập được. Và một sự thật thú vị cho anh em là năm nay AMD đã gộp dòng H với HS với nhau rồi nhá. Còn 7840HS này có một người anh em song sinh khác, đó chính là Ryzen 7-7840H ở thị trường Trung Quốc. Nói chung là hai con này giống y hệt nhau, chỉ khác mỗi tên mà thôi. Lý do thứ hai đó chính là mình cũng rất may mắn khi mà được trên tay cả hai mẫu Lenovo Legion Slim 5, một phiên bản chạy Intel Core i7-13700H và một phiên bản là Ryzen 7-7840HS. Nói chung thì hai con này hầu hết là giống hệt nhau, chỉ khác mỗi con chip thôi. Thế cho nên là mình tin rằng cái bài so sánh này nó sẽ công tâm và chuẩn xác hết mức có thể. Thứ ba đó chính là ngoài nhân CPU ra thì hai con chip này cũng được trang bị những con iGPU mạnh mẽ nhất của hai hãng tính đến thời điểm hiện tại. Ví dụ như đối với Intel thì đó chính là con Iris Xe Graphics, module là G796EOS. Còn đối với cả AMD thì đó chính là con Radeon 780M. Ba lý do trên thì nói chung là cũng không khác gì thiên thời, địa lợi và nhân hòa rồi. Việc còn lại của anh em đó chính là ngồi lại, sơi miếng bánh, uống miếng trà và cùng mình xem mà tỉ thí sức mạnh giữa Intel và AMD thôi. Đến với cả hiệu năng nhân CPU trước đi, thì thật ra là ở trong cái video trước đây là mình đã có một cái bài so sánh chi tiết về hành vi hiệu năng cũng như tiêu thụ điện năng ở trên hai con chip này rồi. Anh em có thể xem lại và mình sẽ để link ở đây nhá. Mình sẽ tóm tắt lại kết quả đó chính là cả về hiệu năng đơn nhân cũng như đa nhân thì Intel Core i7-13700H chỉ nhỉnh hơn một chút so với cả Ryzen 7-7840HS mà thôi. Tuy nhiên thì đánh đổi lại đó chính là về cái mức tiêu thụ điện năng thì nó cao hơn khá là nhiều so với Ryzen. Cái mức chênh lệch mình nghĩ nó phải rơi khoảng tầm hơn 20% đấy. Còn tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ đến với những cái bài test chuyên sâu hơn, bao gồm cả con iGPU ở trên hai con chip này, với những cái bài test benchmark cũng như là test thực tế về hiệu năng, chơi game và làm việc nhá. Đầu tiên thì mình sẽ cho anh em xem cái setup trước khi mà mình test hai cái con máy này. Mình vẫn sẽ vào trong Lenovo Vantage này và chọn chế độ đó chính là iGPU Only Mode và để hiệu năng ở cái mức là Performance. Ngoài ra thì mình cũng sẽ vẫn cắm sạc khi mà thực hiện những cái phần test này nhá. Ngoài ra thì cũng còn một cái điểm đáng lưu ý nữa, đó chính là cái mức sử dụng VRAM của hai con iGPU này. Đối với cả Intel Iris Xe, mình nhớ là từ thời Gen 11 thì mặc định là nó chỉ được ăn 512MB mà thôi. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, Intel đã cho phép con này ăn thả phanh tùy theo tác vụ và ứng dụng mà nó quyết định như nào. Và chúng ta sẽ không thể tùy chỉnh được ở trong BIOS như là AMD được. Còn đối với cả AMD thì khi mà các bạn vào trong BIOS, các bạn vẫn có thể tùy chỉnh giữa những cái mức khác nhau. Thấp nhất nó sẽ là 512MB và cao nhất nó sẽ là 2GB. Và để đảm bảo là hai con GPU này được tạo điều kiện để hoạt động một cách tốt nhất thì mình sẽ cho cả hai ăn mức tối đa VRAM mà nó có thể ăn được nhé. Đến với thử thách đầu tiên cho iGPU đó chính là Geekbench thì Intel Iris Xe đạt được kết quả là 17.165 điểm cho bài test OpenCL và 22.829 điểm cho bài test Vulkan. Còn đối với cả AMD Radeon 780M thì 31.743 điểm và 35.004 điểm. Tức là đại diện tới từ AMD phải mạnh hơn khoảng tầm gấp rưỡi và thậm chí nhiều hơn nữa thông qua cái bài test Geekbench này. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua những cái bài test thực tế đi để xem là nó có đạt được như vậy không nhá. Tựa game đầu tiên mình đưa ra test đó chính là CS2 với mức setting đồ họa là Medium và mình cũng sẽ hạ độ phân giải game xuống là 1920x1200. Đối với cả Intel Iris Xe thì mình sẽ có được mức FPS dao động trong khoảng là 50 và nhiệt độ thì sẽ ổn định rơi vào khoảng là 70 độ C. Và tất nhiên là do mình đang sử dụng iGPU, thế cho nên là nhiệt độ cũng như là điện năng tiêu thụ ở đây nó sẽ là của chung cả CPU và iGPU luôn nhá. Intel Iris Xe sẽ ăn lên tới là gần full 3GB VRAM đối với cả bài test này luôn. Và chúng ta sẽ cùng xem là Radeon 780M với chỉ 2GB VRAM thì nó sẽ chạy như nào. Đến với cả Radeon 780M cũng với setting đồ họa như vừa nãy thì con số FPS cho ra cao hơn khá là nhiều, nó sẽ rơi khoảng tầm là 80-90 FPS, tức là cũng gần gấp đôi so với cả Intel Iris Xe. Tuy nhiên thì anh em có thể để ý là về biểu đồ FPS ở đây thì nó có cái sự thiếu ổn định hơn khá là rõ rệt so với cả Iris Xe. Tất nhiên là để đánh đổi lại cái mức FPS cao hơn nhiều như này thì mình nghĩ là nó cũng đáng mà thôi. Nhiệt độ của CPU thì nó cũng sẽ mát hơn khá là rõ rệt, chỉ rơi khoảng tầm là 50 độ và nó cũng chỉ ăn ổn định rơi khoảng tầm là 1.8GB VRAM. Mình nghĩ là nếu như mà AMD cho con iGPU này ăn nhiều VRAM nữa thì nó vẫn có khả năng tận dụng được hết đấy. Nhưng mà hiện tại thì nó chưa có, thế cho nên là chúng ta sẽ có gì dùng đấy thôi nhá. Chuyển sang tựa game thứ hai đó chính là Valorant. Với tựa game này thì mình cũng sẽ để độ phân giải là Full HD thôi, tắt hết những cái giới hạn liên quan đến FPS đi. Setting đồ họa thì mình sẽ để cao nhất và bật luôn những cái hiệu ứng đổ bóng các thứ ở phía bên dưới lên. Bên phía Intel thì sẽ cho ra mức FPS rơi khoảng tầm 170 cho đến là hơn 200 với mức nhiệt độ rơi khoảng tầm là 80 độ C. Và lần này thì Intel Iris Xe cũng ăn còn khoảng sấp xỉ 2GB RAM mà thôi.
Nhưng mà điều bất ngờ nó đã xảy ra khi mà mình test với Radeon 780M. Con số FPS trung bình thấy nó chỉ đạt được rơi khoảng tầm 160 cho đến là 180 mà thôi. Thậm chí là nhiều khi còn drop thấp hơn nữa. Tức là nó kém hơn khá là đáng kể so với cả Intel Iris Xe. Và quan trọng hơn thì mình thấy có vẻ như là con R7 7840HS nó chưa được bung hết hiệu năng ở trong cái tựa game này. Tất nhiên là mình cũng đã để chế độ hiệu năng cao nhất rồi, cũng đã cắm sạc và update hết driver. Cho nên là mình chỉ có thể đoán ra đoán non là tựa game này có thể nó chưa hoàn toàn tối ưu hết cho Ryzen 7 7840HS. Anh em nào có cao kiến gì thì comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Để chốt lại với những cái bài test game trên hai con chip này thì mình sẽ sử dụng một cái tựa game cuối cùng rất là ngố vần cứng luôn, đó chính là Halo Infinite. Và chúng ta sẽ cùng xem là liệu con chip nào sẽ bị knock out bởi tựa game này hay không nhá. Do tựa game này nó rất là nặng, thế cho nên là mình chỉ dám để setting đồ họa ở mức là thấp nhất mà thôi. Và độ phân giải thì vẫn sẽ để là 1920x1200. Và ngay cả với cái setting như vậy thì Halo Infinite nó vẫn báo đây là cần lên tới là 3.07GB VRAM, cao hơn hẳn so với cái mức 2GB VRAM của Radeon 780M. Vậy thì là liệu Intel có lộn ngược dòng được hay không? Ok, cho Intel lên third trước đi. Thì thậm chí là nó còn không lắt nổi map của tựa game này luôn, chứ đừng nói đến chơi các bạn ạ. Và sau khi mà cố đấm ăn xôi một lúc thì game nó còn đứng hình luôn cơ. Như vậy là đội xanh đã ăn phải cú knock out đầu tiên đến từ Halo Infinite. Vậy thì đội đỏ có trụ được qua cái bài test này hay không? Câu trả lời là có nhá. AMD Ryzen 7 7840HS cùng với cả Radeon 780M vẫn có thể chơi được Halo Infinite với cùng mức setting cấu hình và đạt được con số FPS rơi khoảng tầm là 40-50 FPS. Map load hoàn toàn đầy đủ luôn nhá, không hề bị lỗi một chút nào. Bất ngờ nữa là nhiệt độ của con chip chỉ duy trì ở mức dưới 70 độ mà thôi. Và không hiểu sao nhưng mà tựa game này lại chỉ ăn ổn định khoảng tầm 1.6GB VRAM trên con Radeon 780M. Trong khi là ban đầu rõ ràng là game báo nó lên tới là hơn 3GB cơ mà. Thật sự thì đây là một cái kết quả rất là bất ngờ đối với mình luôn. Và mình tin rằng là nếu như mà AMD cho con này ăn lên mức khoảng tầm là 3-4GB VRAM thì cái câu chuyện là chiến game AAA trên con card đồ họa onboard này là hoàn toàn có thể. Và thậm chí luôn nhá là cái trải nghiệm nó sẽ khá là tốt cơ, chứ nó không chỉ dừng lại cái mức là chống cháy đâu. Ok, đối với cả những cái tác vụ gaming nó là như vậy. Còn đến với cả công việc thì sao? Ở đây thì mình sẽ sử dụng bài test là PureGap Bench cho hai phần mềm đồ họa và dựng video rất là phổ biến bây giờ, đó chính là Adobe Photoshop và Premiere Pro. Đây là công cụ benchmark rất là nổi tiếng ở trên bộ ứng dụng Adobe và nó sẽ test cho chúng ta xem hiệu năng xử lý của bộ máy với những cái tác vụ này, những cái định dạng và những cái codec vân vân khác nhau để có được cái con số là nó tổng quan nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là bên nào làm tốt hơn nhá. Đối với cả Intel Core i7-13700H thì bài test Photoshop sẽ đạt được số điểm là 5.769 điểm. Trong khi đối với cả Ryzen 7 7840HS thì con số nó lại chỉ là 5.065 điểm mà thôi. Và khi mà kéo xuống chi tiết bên dưới thì trong hầu hết trường hợp là combo tới từ AMD đều nằm dưới kèo so với cả Intel. Ở đây anh em lưu ý là bên nào có cột result có số thấp hơn là tốt hơn nhá. Sang đến bài test Premiere Pro thì lần này là cái khoảng cách nó đã được thu hẹp lại rất là nhiều, gần như là không còn cái sự khác biệt nữa. Với số điểm và chi tiết như các bạn có thể thấy ở đây thì nhìn chung là AMD Ryzen 7 7840HS và Intel Iris Xe liên tục có những cái màn giao lưu võ thuật với nhau. Có những bài thì Intel hơn và có những cái bài thì AMD hơn. Tuy nhiên thì sau hai bài test này, việc là nhiều anh em sử dụng những cái bộ phần mềm liên quan đến đồ họa quan ngại về cái khả năng tối ưu của AMD cho đến giờ mình thấy là cũng có phần nào là đúng đấy. Tuy nhiên là đối với cả bộ công cụ Adobe thì có vẻ như là chúng ta vẫn sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để có thể là tối ưu cũng như là tận dụng được hiệu năng của những cái con CPU và iGPU tới từ AMD. Và trước khi kết thúc video này thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một cái phần test nữa mà theo mình cũng sẽ rất là thú vị, đó chính là khi sử dụng pin. Ở trong video trước thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn về thời lượng pin khi sử dụng hai con chip này và phần thắng thì đã thuộc về AMD. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái bài test nữa, đó chính là hiệu năng của CPU khi mà rút sạc. Với bài test này thì mình vẫn sẽ để cả hai máy là sạc lên 100% pin trước khi bắt đầu để chế độ là iGPU Only Mode, mức hiệu năng đó là Performance trong Lenovo Vantage nhá. Cái mục đích khi mà mình bật chế độ này đó chính là để không cho con card đồ họa rời nó ăn bớt mất một phần điện mà hai con CPU này có thể sử dụng trong cái bài test này. Thông qua bài test Cinebench R23 thì chúng ta có thể thấy được là với bài test đa nhân, AMD Ryzen 7 7840HS vẫn vượt trội hơn khi đạt được số điểm là 15.594 so với chỉ khoảng 17.000 khi mà cắm sạc. Và mức ăn điện thì sẽ rơi khoảng tầm là 50W so với 70W khi cắm sạc nhá. Trong khi đó thì Intel Core i7-13700H chỉ đạt được 13.235 điểm mà thôi, với mức ăn điện cũng khoảng là 50W. Và tất nhiên là khi mà chúng ta cắm sạc thì số điểm nó cũng sẽ rơi khoảng tầm là hơn 17.000, tương tự như là bên AMD. Đến với cả bài test đơn nhân thì nó sẽ dễ thở hơn cho cả chiếc máy này do là chỉ có một nhân CPU ăn điện mà thôi. Và kết quả thì nó vẫn giống như là khi mình cắm sạc, với cái mức điện năng tiêu thụ rơi khoảng tầm là 20W trên Ryzen 7 7840HS và 25W trên i7-13700H cùng số điểm là 1.750 cho AMD và 1.874 cho Intel. Như vậy là thông qua những cái bài test trên thì chúng ta cũng đã có thể đi đến cái kết luận, đó chính là xét về hiệu năng thuần thì Intel vẫn vượt trội hơn một chút so với cả AMD trong năm nay, cả về hiệu năng đơn nhân cũng như là hiệu năng đa nhân. Nhưng những gì mà chúng ta phải đánh đổi lại đó chính là về cái việc tiêu thụ điện năng nó cao hơn rất là nhiều so với cả AMD.
Cái thời lượng sử dụng pin và cái hiệu năng đa nhân khi chạy bằng pin thì nó cũng sẽ kém hơn AMD khá là rõ rệt. Xét về iGPU thì Intel Iris Xe Graphics module là G796EOS nó cũng sẽ thua thiệt tương đối đáng kể về hiệu năng thuần khi mà so sánh với cả Radeon 780M. Tuy nhiên thì Intel vẫn sẽ có lợi thế hơn về cái khả năng tối ưu khi mà ít nhất là thông qua ví dụ như tựa game Valorant hay là cái bộ công cụ Adobe chẳng hạn thì nó vẫn cho kết quả là khả quan hơn so với cả đại diện tới từ AMD. Mặc dù vậy thì với cái sự trỗi dậy về thị phần trong thời gian gần đây của AMD thì mình nghĩ là những cái vấn đề liên quan đến tối ưu này nó cũng sẽ sớm hay muộn được khắc phục thôi. Khi đấy thì cái yếu tố duy nhất mà khiến cho cái sự chênh lệch giữa hai con chip này quyết định đến cái hành vi mua hàng của chúng ta nó sẽ chỉ dừng lại cái mức là nội lực bên nào mạnh hơn thì chúng ta chọn mua bên đó. Và mình chắc chắn rằng là năm sau cũng sẽ là một cái năm rất là đáng theo dõi đối với cả cái cuộc đua giữa Intel và AMD, khi mà AMD sẽ phải làm mọi cách để giữ được cái ưu thế của mình cũng như khắc phục những cái nhược điểm mà đang có sẵn. Còn Intel thì cũng dự kiến là sẽ từ bỏ cái tên Core i đã làm nên tên tuổi của hãng trong suốt 17 năm qua để chuyển qua sử dụng cái tên đó chính là Core và Core Ultra, và biết đâu được đấy, thay tên thì nó cũng sẽ đi kèm với cả đổi mệnh. Còn anh em thì sao? Anh em nghĩ gì về cuộc đối đầu giữa Intel và AMD trong năm 2023 này? Hay là có những cái đóng góp gì về video của chúng mình thì hãy cùng để lại ở comment phía bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Và cảm thấy video hữu ích có thể để lại cho Laptop World một like, một share và một sub. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.